Xin chào tất cả các em đã đến với kênh Bếp Chibi. Và ngày hôm nay, như chị đã nói, kênh Bếp Chibi 2 sẽ giới thiệu với các em những cái đồ chơi của shop mà chi tiết hơn. Thì bây giờ chị sẽ nhờ một cô bé ở đây, em xem thử coi gian hàng này những cái nào mà dễ thương á, thì em sẽ chọn để chị sẽ giới thiệu với lại các bạn nha. Rồi. Cái nào là dễ thương? Cái đó dễ thương hả? Vì sao vậy? Vì sao là trang điểm cho nó đẹp. À, vậy là em thích giới thiệu bộ này đúng không? Rồi, còn bộ nào nữa không? Còn bộ này nữa. À, và bạn thích hai bộ nha. Rồi, vậy em lấy ra đi rồi chị sẽ giới thiệu nhiều hơn với các bạn ha. Các em muốn đặt hàng thì nhớ là xin phép ba mẹ, sau đó gọi 0937899707. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Yeah, và đây hai bộ rất là dễ thương nha mấy em. Bây giờ chị sẽ giới thiệu đây. Và đây là hai cái hộp đồ chơi mà bạn muốn nhờ chị giới thiệu chi tiết cho các em. Bởi vì theo bạn là hai hộp này rất là dễ thương. Một hộp trang điểm hình trái tim, hộp này á là có giá là 160.000. Hộp bên đây thì là 120.000 đồng ha. Bây giờ chị sẽ giới thiệu cái hộp nhỏ trước. Wow, bạn nào thích ăn kẹo không? Đó, có hình như là kẹo xoắn nè, thấy không? Đó, rất là dễ thương luôn ha. Đây nè, kẹo cầu vòng Galaxy. Đó là cái phần nắp hộp nha, đây là cái phần nắp hộp nè, tức là chúng ta sẽ xếp nó lại là nó thành một cái viên kẹo ha, nó giống như xếp quạt vậy đó mấy em. Mình xếp nó lại thì cái này nó sẽ xếp lên, xếp qua, xếp lại đó, các em tưởng tượng được chưa? Đó, nó sẽ thành một cái hộp hộp kẹo rất là dễ thương. Và ở phía phần đáy hộp thì các em xem nè, có một cây son màu tím tím nha, một cây son màu đỏ đỏ nha, đây rồi một cái giống như là phấn hồng á ha, là mùi dâu. Rồi một chai sơn móng tay màu xanh, rất là dễ thương. Ở trên đây thì sẽ là phấn mắt nè. Hai hộp này là phấn mắt, rất là đẹp luôn. Ở giữa thì là má hồng nha, ở giữa thì là để làm má hồng nè. Có màu hồng, màu xanh dương, màu hồng nhạt, màu xanh lá và màu cam. Ở bên đây thì màu tím, màu xanh lá, màu vàng, màu hồng và màu xanh dương. Đó, rất là nhiều màu luôn, mình sẽ xếp lại nha. Quan trọng là cái hộp này nó rất là đẹp luôn ha. Các em xem nè, đó. Và nó có từng cái khay nhỏ nha. Đó, để mà mình trang trí. Còn có là cọ nữa nè. Đây là một cái cây cọ, là cọ chổi ha. Cái cọ nó giống như là cọ mình vẽ vậy đó. Còn cái đây á, là cái cọ là cọ mút nha. Đó, cọ mút thì sẽ là trang điểm nó nhẹ nhàng hơn. Đó, rất là dễ thương luôn. Như thế này đây. Và các em xem cái hộp của nó cũng rất là đẹp luôn nha. Thấy không? Và đây là cái cách mà cái bạn đó đã chơi nè. Đó, đây là một cái bạn ở nước ngoài ha. Bạn đó đã đang quấn tóc lên, sau đó chuẩn bị trang điểm nha. Đây, cái hộp sơn này. Wow, hình như là nó có thể sơn thiệt luôn. Đây, đó, rất là dễ thương nè. Xếp lại nè, các em xem nè ha. Đó, xếp lại nè. Và nó còn có cái loại là hộp dâu nữa, nhưng mà ở đây là mình đang có là cái hộp này ha, hộp kẹo. Đó, rất là dễ thương luôn. 120.000 đồng, không biết là các em có thấy thích hay không nha. Like, trời ơi, cái bạn cô bé này cũng rất là đẹp luôn, cái hình này nè. Rồi, tiếp đến thì dừng ở đó, chúng ta sẽ đến với lại cái hộp đó là hộp trang điểm mà hình trái tim. Đây, hình trái tim nó sẽ là như thế này, các em xem nè ha. Nó cũng sẽ có là 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn, 5 ngăn. Đó, mình nó rời nha, nó rời ra. Còn như cái hộp kẹo này á, thì nó có một cái điểm là ở dưới đây, nó giống như cái quạt vậy đó, để xếp lại. Còn cái này thì là nó rời. Sau khi xếp lại thì các em xem nè, mình sẽ được một cái hộp trái tim như thế này. Đó, mình sẽ được là một cái hộp trái tim có những ngôi sao và có cái nơ bạc như thế này nha. Bây giờ thì mình sẽ vào chi tiết. Đây, các em xem, đây là kênh Bếp Chibi 2, chị sẽ chuyên giới thiệu chi tiết ha, review các cái sản phẩm. Đây, chị phải chọn, chị bỏ qua bên đây cho nó dễ nhìn, nó sáng hơn. Rồi, ở đây là chị đang quay thực tế tại shop luôn, cho nên là các em xem là màu sắc là ok luôn nha. Có thể là bên ngoài nó sẽ đẹp hơn luôn á, bởi vì đây là màu sắc thật, trung thực vô cùng luôn. Đây nè, các em xem ha. Thì ở đây á, là phần màu mắt nó rất là đa dạng luôn ha. Từ là xanh dương nè. Đây, xanh dương, hồng, rồi cam, vàng, xanh lá, đỏ ha. Rồi nó vẫn có cái cây mút nè mấy em. Đây nè, cái cây mút để đánh mắt nè. Wow, ở đây thì lại có kim tuyến nha. Rồi nha. Đây thì là cái phần
tô môi. Đó, tô môi mà có kim tuyến luôn nè. Tô môi, tô mắt có kim tuyến nè ha. Hình bông hoa đà, hồng, rồi đỏ, xanh lá, màu bạc, màu vàng, màu xanh dương, rất là dễ thương. Đây là màu son nè mấy em. Wow, các em đã từng thấy màu son màu xanh chưa? Rồi son vàng, son hồng. Đó, để cho tạo sự ấn tượng nè ha, thì nó sẽ có rất là nhiều màu son để mình có thể phối hợp và nhấn nhá để tạo ra điểm ấn tượng. Giống như là những ngày Halloween thì mình sẽ xài những cái màu son này nha. Màu son xanh được đó, xanh vàng á. Còn bình thường thì mình sẽ xài những cái màu đỏ, hồng, cam nha. Rồi, tiếp đến là hộp này là hộp gì đây? Đây là một cái chai son dưỡng môi hay là chai sơn móng tay á ha. Rồi đây là cái cây cọ nè, cọ mút nè, cọ vẽ nè. Một cái chai, cái hộp ha. Một cái hộp và dưỡng môi á em. Rồi hai cây son. Đặc biệt này, đặc biệt hồi nãy là chị không để ý, ở đây chị thấy có cái cây đàn này ha. Chị tưởng nó là không có, nó là bộ khác. Nhưng mà các em xem nè, thật ra là nó có ở đây luôn. Đó, tức là cây đàn này mình có thể mở ra, bên trong nó cũng có là những cái son môi, những cái đồ kẻ mắt rất là đẹp luôn ha. Dành cho những cô nàng nào đang tập. Đó, những bạn nào mà đang tập trang điểm ha. Các em đang tập trang điểm thì có thể mua bộ này về để chúng ta sẽ tập vẽ vẽ lên mắt, tô tô lên môi, tô tô lên má. Đó, để thành thạo, sau này mình lớn lên thì mình sẽ trang điểm thật sự đẹp luôn ha. Khi mà dùng bộ cọ thật, dùng những cái sản phẩm thật thì mình sẽ rất là điêu luyện luôn, cái tay mình vẽ 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 rất là đẹp luôn nha. Chúc các em sẽ thành công trong việc tập vẽ, ấy lộn, không phải là tập vẽ mà là tập trang điểm để trở thành một cô nàng xinh đẹp. Là con gái thì phải đẹp chứ, đúng không? Đó là câu nói rất là nổi tiếng. Là con gái thì phải xinh, là con gái thì phải điệu, là con gái thì phải biết làm cho mình tỏa sáng lên. Nói chung là như vậy nha. Và video của chị đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Bye bye.